các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài CH Play của máy Xiaomi. Ta vào trình duyệt Chrome. Chúng ta tìm kiếm là Xiaomi Market. Ví dụ như từ 1 đến 3 chẳng hạn, xong là sang xuống Xiaomi 5 Market. Chẳng hạn đấy, được hết. Anh quy định ra số rồi anh vẽ xong anh đọc các bạn cài ra. Chúng ta ấn vào Xiaomi Market. Khi vào Xiaomi Market thì chúng ta có cái CH Play, Google Play. Chúng ta kêu vào Google Play. Khi vào Google Play chúng ta kích vào download này. Chúng ta vào download thì chúng ta ấn vào cái chỗ của kích hơn. Kích hơn. Chúng ta ấn vào OK. Đang tải xuống. Khi tải xong chúng ta vào phần tệp tin này. Chúng ta kích vào mục APK. Chưa đau mắt vậy sao? Ta tải lại. Kích vào hờ nhé. Kích vào OK. Tải xuống. Tiếp tục như thế. OK. Đang tải xuống. Đây, vào mục download. Chúng ta vào tệp tin đây nhá. Chúng ta vào mục download này. Lưu trữ này, download này. Đây, chúng ta tải về. Thì chúng ta cài ra. Kích vào. Cho phép này. Chạy này. Cài đặt này. Chạy đây để mình format máy đi làm lại từ đầu cho các bạn xem nhé. Format cài đặt bổ sung sao lưu cài đặt đặt lại khôi phục cài gốc này đặt lại điện thoại. Xóa đi, không cần phải ấy đâu. Xóa đi. Gỡ bỏ đi. Đây, chúng ta gỡ bỏ đi nha. Cài lại này. Cài đặt này. Ví
Vì cài đặt lúc ban đầu nó có xảy ra một cái lỗi là mình tải mãi ứng dụng nó không về. Thì mình muốn fix lỗi đấy thì mình phải làm mấy bước sau. Phải động chạy này. Chấp nhận này.